Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 16 tháng 6. Mở đầu như thường lệ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Đoàn công tác liên ngành trung ương làm việc về hiện trạng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho việc thẩm định đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương. Những tín hiệu tích cực đầu tiên trong phục hồi rạn san hô Hải Vân Sơn Trà sau 8 năm sự cố môi trường biển. Tiểu thương chợ Đông Ba với phong trào ngày chủ nhật xanh. Sáng nay tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, đoàn khảo sát liên ngành trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về hiện trạng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ cho việc thẩm định đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan cùng làm việc với đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương và sắp xếp thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế là để thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và các quy định có liên quan. Cùng với nguồn lực vật chất thì cả cơ chế chính sách đặc thù, các đề án quy hoạch quan trọng đã được thông qua, thì đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương và sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế được nghiên cứu xây dựng trên những góp ý của các chuyên gia, các bộ ban ngành trung ương đã làm rõ những căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và đề ra các phương án cụ thể sắp xếp thành lập đơn vị hành chính các cấp phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính. Các định hướng quy hoạch ngành lĩnh vực có liên quan được cấp thẩm quyền phê duyệt, giúp thành phố Huế trực thuộc trung ương thiết lập bộ máy quản lý hành chính phù hợp. Báo cáo tóm tắt đề án cho thấy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện các phương án về thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương, việc sắp xếp thành lập các phường thuộc thành phố Huế hiện hữu và thành lập các quận thuộc thành phố Huế trực thuộc trung ương. Phương án thành lập thị xã Phong Điền hiện đang tiến hành xây dựng và trình song song các đề án liên quan đến vấn đề sắp xếp thành lập đơn vị hành chính cấp xã và đề án phân loại đô thị để đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện thành lập các đô thị theo đúng tiến độ quy định tại các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đã ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong quá trình thực hiện đề án, đồng thời thống nhất với hồ sơ đề án. Quá trình lập hồ sơ của tỉnh đã dựa vào các cơ sở pháp lý rõ ràng, theo đúng định hướng của Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Góp ý vào hồ sơ đề án, các cơ quan liên ngành trung ương đề nghị tỉnh tiếp tục ra soát các tiêu chí đối với tất cả các đơn vị hành chính, có đánh giá một cách toàn diện sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, giải thích rõ ràng việc áp dụng cơ chế đặc thù ở một số địa phương, đánh giá về tình hình an ninh trật tự, an ninh quốc phòng trong tương lai, làm rõ giá trị của Huế sau khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định đây là những góp ý quý báu cho tỉnh liên quan đến đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương và sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, các ngành có liên quan sớm ra soát, hoàn chỉnh hồ sơ, đề án để sớm trình Chính phủ thẩm định trong thời gian sớm nhất. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng biểu dương chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời tham gia các ý kiến liên quan đến việc xây dựng thị xã Phong Điền và các nội dung liên quan đến đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cơ bản thống nhất với hồ sơ đề án tỉnh, yêu cầu tỉnh cần phối hợp với các cơ quan liên quan ra soát lại quy trình thủ tục để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đoàn công tác và các cơ quan trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ giúp Thừa Thiên Huế thực hiện hoàn thành đề án đã đề ra. Cùng với các phương tiện báo chí truyền thông, các nền tảng mạng xã hội cũng đã góp phần lan tỏa rộng rãi những thông tin hình ảnh của tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024. Ban tổ chức Festival Huế 2024 cũng đã có nhiều đổi mới để phục vụ nhân dân và du khách ngày càng tốt hơn. Trải nghiệm tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 trở nên mới mẻ với hệ thống web app huefestival.com do Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Huế CIT thực hiện, đã cung cấp trực quan lịch chương trình, bản đồ sự kiện và các sân khấu, điểm diễn phù hợp trên cả giao diện nền tảng di động lẫn máy tính, qua đó giúp khán giả quan sát được tổng thể tất cả các chương trình lễ hội. Khoảng thời gian một tháng trước và trong lúc diễn ra tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế, trang fanpage Festival Huế và fanpage Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thu hút hơn 7 triệu lượt người tiếp cận, 260.000 lượt tương tác, theo dõi các nội dung lễ hội, chương trình nghệ thuật. Kênh YouTube Festival Huế và TikTok A Còng Huế Festival đã thu hút hơn 500.000 lượt xem và hơn 2.000 bình luận về các video chương trình.
ban tổ chức đã kết nối các trang fanpage Facebook trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền chung cho Festival Huế thông qua các hình thức livestream lễ hội, chia sẻ thông tin và nội dung để cùng đăng tải như trang fanpage Visit Huế, fanpage The Huế Ở Huế, fanpage Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, fanpage Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, fanpage Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, fanpage Huda Bia. Việc ứng dụng cung cấp thông tin cũng như các chương trình livestream trên nền tảng mạng xã hội Facebook đã nâng hiệu quả trong việc truyền tải thông tin của ban tổ chức đến với công chúng, không chỉ trong phạm vi cả nước mà còn lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Đã tương tác và kết nối với các trang fanpage của Đại sứ quán, đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ khắp các châu lục. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty trách nhiệm hữu hạn G-Bay Hàn Quốc ký kết hợp tác triển khai dự án giao thông xanh trong khu vực di tích nhằm khai thác và phát huy giá trị di tích Huế phù hợp với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông xanh, thân thiện môi trường theo định hướng phát triển tổng thể kinh tế tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công ty G-Bay dự kiến đăng ký nguồn vốn ODA 15 triệu đô la Mỹ của chính phủ Hàn Quốc cho việc đẩy mạnh dự án Huế Green Smart City gồm triển khai hệ thống phương tiện di chuyển thông minh cho cộng đồng và trạm trao đổi pin tại khu vực di tích và thành phố Huế. Phía công ty G-Bay mong muốn hợp tác đầu tư vận hành 30 đến 50 xe đạp điện GCOO tại khu vực Đại Nội giai đoạn 2. Theo đó, hai bên thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung về hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông xanh bền vững và thân thiện môi trường tại các điểm di tích, hợp tác khai thác dịch vụ du lịch và phát huy giá trị di sản Huế. Đồng thời, hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ nghiên cứu và tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững. Trước đó, tháng 2 năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn SMC và G-Bay Hàn Quốc đã bàn giao phương tiện di chuyển thông minh thí điểm giao thông xanh trong khu vực di sản Huế với 23 xe đạp điện tại điểm di sản Lăng Gia Long do công ty VPM Hàn Quốc tặng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế với mục tiêu hưởng ứng phong trào đưa Huế trở thành thành phố xe đạp đầu tiên của Việt Nam. Sau sự cố môi trường biển năm 2016, vấn đề phục hồi rạn san hô vùng Hải Vân Sơn Trà được xem là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa mang tính lâu dài nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi phải có những nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng để có được các giải pháp khả thi. Chính vì vậy, dù sự cố môi trường biển xảy ra cách đây 8 năm, nhưng chỉ hơn 1 năm trở lại đây, công tác phục hồi rạn san hô Hải Vân Sơn Trà mới có những tín hiệu tích cực đầu tiên. Theo đánh giá của giới nghiên cứu, vào tháng 5 năm 2023, tình trạng suy giảm độ che phủ san hô tại các vùng rạn Bắc Hải Vân, Sơn Trà như bãi cả, bãi chuối lên đến hơn 45%. Sự suy thoái của các rạn san hô bên cạnh những ảnh hưởng về môi trường thủy sinh kéo theo những thiệt hại về kinh tế dựa trên phát triển du lịch dịch vụ của địa phương. Từ tháng 5 năm 2023, những hoạt động phục hồi và tái tạo rạn san hô đã được triển khai với hai mô hình, gồm mô hình phục hồi rạn san hô trên nền san hô chết và mô hình thả rạn phục hồi san hô trên rạn nhân tạo. Đến nay, sau hơn một năm, qua quá trình giám sát theo dõi sinh trưởng của các rạn san hô cùng hệ sinh thái bản địa, những tín hiệu tích cực đầu tiên đã được ghi nhận. Các cái mô hình về rạn nhân tạo cũng đã tạo nên những cái ổ sinh thái và ghi nhận một số các cái loài cá kinh tế và động vật đáy kinh tế, ví dụ như là hải sâm và một số các nhóm cua. Thứ hai nữa là trong cái về đối với lại cái sinh trưởng san hô thì trong ba quá trình giám sát 4 tháng một lần thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là san hô có sinh trưởng khá là tốt, thì đời sống thì có thể đạt đến khoảng 70-80% cho đến thời điểm này. Và hiện tại thì cũng đang thể hiện cái sự tăng trưởng, sinh trưởng tốt. Nhìn chung cái tiến độ đề tài thực hiện bảo đảm và cái sinh trưởng phát triển của san hô là tương đối tốt, phát triển từ 5 đến 9 cm trên một năm theo từng cái chủng loài cái san hô. Hướng tới mục tiêu phục hồi thành công từ 2.500 đến 3.000 tập đoàn san hô với tổng diện tích trên 4 hectare mặt nước tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Những tín hiệu tích cực từ mô hình thí điểm phục hồi rạn san hô đang cho thấy hướng đi đúng đắn của tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái biển nói chung.
Với sự đa dạng phong phú từ quần thể sinh học, trong đó có hệ thống rạn san hô, còn nhiều tiềm năng để khai thác. Nếu được thí điểm thành công, đây sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh nhà nhân rộng các mô hình phục hồi rạn san hô nhằm phát huy giá trị từ hệ sinh thái, qua đó tạo động lực để phát triển kinh tế du lịch biển của địa phương. Phát triển đại trà cái phục hồi san hô Hải Vân Sơn Trà nói riêng cũng như trên các cái vùng khác nói chung. Và nếu như mà cái phục hồi san hô tốt thì đóng góp cho cái phục hồi nguồn lợi thủy sản cũng như là góp phần vào cái việc mà phát triển kinh tế du lịch. Ngoài những giá trị về sinh thái và mỹ quan thiên nhiên, san hô còn được xem là vườn ươm và là nơi cung cấp chỗ trú ngụ cho nhiều loài cá. Do đó, trước thực trạng suy giảm san hô tự nhiên như hiện nay, việc bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô là vấn đề cấp bách của mỗi địa phương, góp phần vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển Thừa Thiên Huế nói riêng cũng như Việt Nam nói chung. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tình trạng lừa đảo đầu tư chiếm đoạt tiền bùng phát trở lại đây. Trong đó, có lừa đảo kêu gọi đầu tư dự án bất động sản, đầu tư chứng khoán, tiền ảo và đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền kỹ thuật số. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân cẩn trọng trước những đối tượng kết bạn, làm quen trên mạng xã hội và khi được giới thiệu mời chào đầu tư, yêu cầu gửi tiền hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc, nhất là khi bản thân không có kiến thức về lĩnh vực này. Tìm chuyên gia, luật sư tư vấn trước khi đầu tư. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân liên hệ cơ quan công an để được giải quyết kịp thời. Theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất, ban soạn thảo đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi vạch dừng hoặc qua vạch dừng. Theo điều 12 dự thảo, khi có tín hiệu đèn màu vàng, phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì phương tiện được đi tiếp. Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, phương tiện được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác. Quy định này kể thừa luật giao thông đường bộ hiện hành. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ đặt chỗ vé máy bay dịp hè của cả hãng bay nội địa vẫn còn dồi dào, giải giá vé đang mở bán vẫn thấp hơn so với khung quy định. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thời điểm hiện tại đã bắt đầu bước vào mùa cao điểm hè 2024. Dù vậy, ghi nhận trên các đường bay nội địa, tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 vẫn ở mức trung bình thấp. Các ngày cận kề có tỷ lệ đặt chỗ cao hơn, song chỉ xuất hiện trên một số đường bay kết nối các điểm du lịch từ các địa phương. Tuy nhiên, trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, Vietnam Airlines đã phải hủy 10% chuyến bay đêm do không có khách. Theo các doanh nghiệp du lịch, bay đêm không chỉ rủi ro trễ chuyến mà có khi đến khách sạn lễ tân đã đi ngủ. Ngay tại các điểm du lịch lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, ban đêm hầu như không có hoạt động vui chơi gì, do vậy tỷ lệ lấp đầy các chuyến bay đêm hầu như đang rất thấp. Thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam, hiện 3 trong tổng số 5 tuyến cáp quang biển kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế đang gặp sự cố. Cụ thể, tuyến cáp biển Liên Á mới phát hiện lỗi rò nguồn trên nhánh S1 đi Singapore. Đồng thời, sự cố trên 2 tuyến cáp biển kết nối Internet giữa châu Á và Mỹ và cáp biển kết nối châu Á, châu Phi, châu Âu vẫn chưa được khắc phục. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến lưu lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. Tuy nhiên, sự cố này không ảnh hưởng đến việc người dùng truy cập vào những trang web và dịch vụ đặt máy chủ tại Việt Nam. Hiện các nhà cung cấp mạng tại Việt Nam đã triển khai nhiều phương án để đảm bảo kết nối Internet của người dùng. Chợ Đông Ba là một địa điểm du lịch mua sắm không thể thiếu đối với du khách khi đến Huế. Những năm qua, chợ đã có nhiều nỗ lực đổi mới, xây dựng văn minh thương mại, gìn giữ cho môi trường cảnh quan luôn sạch đẹp. Đặc biệt, từ phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh do Ban Quản lý chợ Đông Ba phát động, các tiểu thương đã duy trì đều đặn việc ra quân, thu dọn vệ sinh hàng tuần. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đều đặn vào mỗi sáng Chủ Nhật, bà con tiểu thương cùng các thành viên Ban Quản lý chợ Đông Ba tham gia dọn dẹp cảnh quan môi trường xung quanh. Chợ Đông Ba thu hút số lượng lớn người dân và du khách ghé thăm, mua sắm, nên rác thải được thu gom xử lý thường xuyên, đảm bảo môi trường sạch sẽ, ngăn nắp. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng là dịp để các tiểu thương, thành viên ban quản lý chợ thắt chặt tinh thần đoàn kết.
thông qua cái chủ nhật xanh thì nói chung là thấy chợ là đẹp, xanh sạch đẹp, tạo cho môi trường trong lành cho khách du lịch viếng thăm, mua bán chị em mua bán cũng được là thông thoáng mát mẻ hơn. Đối với đơn vị ban quản lý chợ Đông Ba, nói chung đội bảo trì vệ sinh môi trường nói riêng thì là chúng tôi luôn thực hiện hàng tuần hàng tháng phối hợp với cùng các tổ đội trong đơn vị là một tổ đội làm một tuần, như vậy là quy trình hàng tháng là chúng tôi đều làm đến phiên là sẽ phối hợp để thực hiện phong trào chủ nhật xanh. Trong quy trình, trong quá trình làm thì hàng ngày là trong khi đi làm nhiệm vụ thì chúng tôi cùng với các tổ đội vận động bà con, tuyên truyền cho bà con hiểu hơn về vấn đề làm như thế nào đó, cùng tham gia để làm cho ngôi chợ càng ngày càng sạch hơn. Trong những năm qua, cùng với sự đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại, công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực chợ Đông Ba cũng đã được quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tốt. Và phong trào ngày chủ nhật xanh không đơn thuần là hoạt động thu gom dọn rác thải, mà mục tiêu hướng đến là nâng cao hơn ý thức của người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu đó, Ban quản lý chợ Đông Ba đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định. Ban quản lý đã triển khai đến cho toàn bộ viên chức và người lao động tại ban quản lý thường xuyên là ngày chủ nhật là ra hỗ trợ cho bà con dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo cho môi trường thông thoáng. Ban quản lý cũng đã triển khai vận động tuyên truyền bà con cùng tham gia để cho giữ cái môi trường chợ ngày càng xanh sạch và sáng. Thông qua phong trào ngày chủ nhật xanh, ý thức về giữ gìn vệ sinh môi trường của các tiểu thương và người dân khi tham gia mua bán tại chợ cũng được nâng lên đáng kể. Bên cạnh công tác quản lý của cả cấp chính quyền, người tham gia buôn bán kinh doanh trong chợ luôn cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, đảm bảo vệ sinh chung, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương mua bán theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường. Phần cuối với những thông tin khác. Trung tâm Chính trị thị xã Hương Trà phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024 cho cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh. Sau hơn một tháng học tập, 99 học viên là cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền, Phong Điền và thành phố Huế đã được nghiên cứu học tập 18 chuyên đề của Ban tuyên giáo Trung ương với 295 tiết học về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, vấn đề công nghiệp hóa, nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vấn đề quốc phòng an ninh đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài phần học lý thuyết, Trung tâm Chính trị thị xã Hương Trà đã tổ chức chuyến đi nghiên cứu thực tế, qua đó nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị, trong đó có 59,6% học viên xếp loại khá giỏi. Sáng nay, Đại học Huế tổ chức giải cờ vua cờ tướng sinh viên năm 2024, thu hút 120 vận động viên đến từ các đơn vị trực thuộc. Giải năm nay thu hút hơn 120 vận động viên đến từ 11 tổ chức, bao gồm trường, khoa, phân hiệu và câu lạc bộ thuộc Đại học Huế. Trong một ngày thi đấu, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài tại hai môn cờ vua và cờ tướng theo thể thức cá nhân và đồng đội. Mỗi vận động viên sẽ thi đấu 7 ván hệ thủy sĩ, thắng 1 điểm, hòa 0,5 điểm và thua 0 điểm. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào kết quả để xếp hạng thành tích cá nhân và đồng đội. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của giải, ngay trước thềm diễn ra giải đấu, các đơn vị đã tiến hành cả buổi tập luyện và thi đấu tại cơ sở của mình nhằm tìm kiếm những tài năng xuất sắc nhất để gửi đến tham dự giải cờ vua cờ tướng sinh viên Đại học Huế. Được Hội sinh viên Đại học Huế tổ chức và duy trì thường niên, giải cờ vua cờ tướng sinh viên Đại học Huế là sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho sinh viên, đồng thời cũng là dịp để phát hiện và bồi dưỡng tài năng sinh viên, tăng cường đoàn kết giao lưu giữa các trường, khoa, phân hiệu trực thuộc Đại học Huế. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.